Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Easy Signal và mình là Thanh Huyền. Mình xin gửi tới các bạn video nhận định xu hướng giá vàng ngày 17 tháng 5 năm 2023. Như vậy là ngày hôm qua, vàng đã có một ngày giảm giá khá là mạnh khi vàng giảm hơn 30 đô la từ mốc 2018 về mốc 1985 và phá vỡ được vùng cản tâm lý 2000. Trong phiên Âu thì plan mua vàng quanh vùng 2005 đến 2008 của chúng ta đã có lợi nhuận khi vàng tiếp cận vùng mua này và tăng lên mốc 2010. Bước vào phiên Mỹ, sau khi tin được công bố thì vàng đã giảm về 2001. Sau đó thì là vàng đã tăng trở lại lên mốc 2014.5. Như vậy là chúng ta lại ăn tiếp một nhịp 2 khoảng 13 giá. Tương đối là ổn trong một ngày. Về tin tức của ngày hôm qua, sau khi Mỹ công bố dữ liệu doanh số bán lẻ đã tăng 0,4% trong tháng 4, tức là thấp hơn so với mức kỳ vọng là 0,8%, nhưng lại cao hơn rất nhiều so với kỳ trước, chỉ có âm 0,7%. Doanh số bán lẻ lõi cũng vậy, cao hơn rất nhiều so với tháng trước. Đồng thời, cái tin về sản xuất công nghiệp của tháng 4 cũng là một cái tin tốt, đúng không ạ? Với mức tăng 0,5%, vượt mức kỳ vọng là âm 0,1%. Như vậy là chi tiêu bán lẻ vẫn tăng trong tháng 4 và cho thấy động thái tăng lãi suất và thắt chặt tiền tệ của Fed vẫn chưa ảnh hưởng đến người tiêu dùng Mỹ. Thống đốc Fed Master có lập trường diều hâu vào ngày thứ ba. Bà đề cập rằng muốn đi đến một điểm mà có thể cân bằng được khả năng tăng hay là giảm lãi suất. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đang ở mức đó. Nhiều quan chức Fed dự kiến sẽ có một bài phát biểu vào ngày thứ tư. Trước đó, thống đốc Fed là ông Barr đã nói rằng nếu lạm phát vẫn tiếp tục hay là tăng thì tôi nghĩ không có rào cản nào đối với việc tăng thêm nữa. Bên cạnh đó, đàm phán về trần nợ ở Hoa Kỳ cũng có tiến triển khi Reuters cho biết vào sáng sớm thứ tư tại châu Á, một thước đo chi phí để đảm bảo khả năng tiếp xúc với nợ của chính phủ Mỹ đã giảm vào thứ ba khi Tổng thống Đảng Dân Chủ ông Biden và nghị sĩ hàng đầu của Đảng Cộng Hòa ông McCarthy tiến gần hơn đến một thỏa thuận để tránh vỡ nợ. Reuters báo cáo rằng cuộc họp đã kết thúc trong một diễn biến lạc quan và bất ngờ khi ông Kathy bước ra khỏi cuộc họp với ông Biden và các nhà lãnh đạo quốc hội khác, có thể đạt được một thỏa thuận vào cuối tuần. Về tin tức của ngày hôm nay, thì vào lúc 19:30 thì chúng ta sẽ có một vài thông tin như là giấy phép xây dựng của tháng 4 hay là lượng nhà khởi công xây dựng của tháng 4. Đồng thời vào lúc 9:30 thì chúng ta sẽ có tin về dự trữ dầu thô. Thì đây là những thông tin sẽ không ảnh hưởng quá mạnh đến đồng đô la và giá vàng mọi người nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang phần phân tích kỹ thuật. Trước tiên thì ở trên biểu đồ ngày thì hiện tại vàng đã phá qua được cái đường MA20 hay là rãnh giữa của Bollinger Band rồi. Đồng thời thì nó đã phá qua bằng một cái cây nến mà dù bó dụng giảm với thân nến dài và dâu nến ngắn, đúng không ạ? Hiện tại thì cái vùng cản tâm lý 2000 của chúng ta cũng đã bị phá qua rồi. Histogram ở trên biểu đồ ngày đã mọc âm và đang dốc dần mọi người nhé, cho thấy là áp lực bán xuống rất là mạnh. Tuy nhiên thì vàng vẫn đang nằm trên đường xu hướng tăng giá này. Chừng nào mà vàng vẫn di chuyển trên đường xu hướng tăng giá này thì vàng vẫn có cơ hội là phục hồi tăng lên. Nếu mà vàng phá qua và đóng nến dưới cái đường xu hướng tăng giá này thì nó sẽ giảm và có thể sẽ test lại cái khu vực là quanh vùng 6870 mọi người nhé. Đó, ít nhất là sẽ là cái vùng 6870. Đó, cũng là cái đáy cũ của chúng ta đây. Đó, khu vực 6870 trong trường hợp mà nó phá qua được cái đường xu hướng tăng giá này và đóng nến dưới cái đường xu hướng tăng giá này mọi người nhé. Trên biểu đồ H4, hiện tại thì vàng vẫn đang di chuyển trong một kênh giá giảm và vùng hỗ trợ quan trọng trong ngày hôm nay sẽ là quanh vùng 1978 đến khu vực 1980. Hiện tại thì giá đã thủng qua cái dải dưới của Bollinger Band rồi và đang có dấu hiệu phục hồi mọi người nhé. Đây ạ, RSI cũng đang có xu hướng là hướng lên mốc 50 và MACD thì đang có tín hiệu phân kỳ. Đó, đang có tín hiệu phân kỳ ạ. Đấy. Như vậy thì ngày hôm nay mình nghĩ là vàng sẽ test lại cái cạnh trên của kênh giá này và cũng là cái vùng kháng cự cũ quanh vùng 2000, khoảng từ 1999 đến 2002. Đó. Sau đó thì nó sẽ đảo chiều.
Các bạn có thể xem xét các cái phản ứng của giá ở tại đây. Nếu xuất hiện tín hiệu đảo chiều thì chúng ta sẽ cân nhắc cancel và chúng ta sẽ dừng lỗ ở trên 2005, khoảng 3 đến 5 giá nhé. Đây ạ, quanh vùng 2000 mọi người nhé, từ 1999 đến 2002. Còn vùng mua thì mọi người có thể cân nhắc canh mua nhỏ ở quanh vùng 1980 đến 1983. Đó. Dừng lỗ thì chúng ta sẽ dừng lỗ phía dưới vùng 78 mọi người nhé. Dừng lỗ dưới 78 đi ạ. Như vậy thì tổng kết lại đối với vàng, ngày hôm nay thì mình nghĩ là vàng sẽ di chuyển trong cái biên độ từ 80 cho đến 2000. Đó. Các nhà đầu tư có thể xem xét canh mua và canh bán khi giá tiếp cận các cái biên độ này. Mình xin dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thích video này thì hãy ủng hộ mình bằng cách like video và chia sẻ nó cho những ai đang cần. Subscribe kênh YouTube Easy Signal để cập nhật những video kiến thức cực kỳ giá trị về thị trường. Và nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý gì cho video của bên mình thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình nhé. Chúc mọi người có một ngày giao dịch thành công và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video nhận định xu hướng giá vàng vào ngày mai.